Hôm nay mình sẽ qua nhà một ông anh chơi Ray Fish, ổng chuyên gia chơi mấy dòng đột biến á. Thì hôm nay mình sẽ qua quay cho mọi người coi và học hỏi cái kinh nghiệm từ ảnh nha mọi người. Thì bây giờ mình mới ngủ dậy, mặt mình hơi ngu xíu nha mọi người. Giờ mình đi ăn sáng đi, ăn sáng rồi sau đó sẽ qua bên nhà ảnh quay cho mọi người coi cách nuôi trang trại này nọ. Rồi ok mọi người ha, hôm nay mình đã tới nhà ảnh rồi. Thì bây giờ đang đợi anh mở cửa vô cho mình vô thăm Quang và trao đổi với ảnh một chút nha mọi người. Mới tới hả em? Dạ mới tới anh. Đây. Vô chơi. Rồi vô đây. Đây nha mọi người, đây chính là nhân vật chính của chúng mình ngày hôm nay nha mọi người. Đây, vô ngồi chơi. Ok. Rồi. Dạ. Ở đây. Rồi chào anh nha. Chào em. Bên kênh TV House á. Hôm nay em có vài là câu hỏi với lại muốn cho mọi người bên kênh của em á qua xem mô hình nuôi của anh, và em nghe nói là anh thích chơi những dòng đột biến á. Thì trước hết á thì anh có thể giới thiệu về bản thân mình được không anh? Cái nick Facebook của anh là Phạm Tánh. Anh chơi Ray Fish thì cũng lâu lắm rồi, nhưng mà từ hồi mà sở hữu cái dòng RC Cam á hay là Red Law Cam đó, thì anh suy nghĩ là tại sao con Red Law nó bờ màu xanh bình thường nhưng mà bây giờ nó có màu cam, thì bản thân nó đã là con đột biến rồi, cho nên anh muốn tạo ra một cái dòng đột biến mới là highlight, hoặc là hay mọi người thường hay gọi là hai tông màu á. Các bạn cho em hỏi, hai tông có phải là trên cái màu của nó là chia ra một nửa này một nửa kia phải không anh? Đúng rồi em, một nửa này một nửa kia, nhìn nó màu nó đặc biệt lắm. Dạ. Ủa cho em hỏi là anh đã theo đuổi dòng tôm này nè, tôm kiển anh là bao lâu rồi anh? Nếu mà nói chơi tôm kiển thì lâu lắm rồi, nay là cũng 8-9 năm rồi. Nhưng mà bây giờ cái anh chơi và cũng bỏ, cũng lúc đó cũng không có chơi liên tục. Nhưng mà khi mà đặt chân qua tới cái dòng RC Cam á, thì anh nuôi nung nấu ý định á là sẽ tạo ra một cái con RC mà hai tông màu y như mấy cái bạn bên Thái Lan. Nay là cũng trên 5 năm rồi RC Cam. Là đứng ra tổng thời gian anh chơi á là đã được 9 năm, nhưng mà anh theo đuổi cái dòng con Red Law Cam á là đã được 5 năm. Và dạ, anh rồi. Muốn là nó phát triển là kiểu đột biến màu sắc và ra được màu mới, nó không phải là màu truyền thống nữa đúng không anh? Đúng rồi em. À dạ ok. Thì bây giờ anh có thể dẫn cho tụi em đi tham quan mô hình và những con tôm đột biến của anh được không? Ok. Bình thường thôi. Chơi tụi em thôi. Rồi, ok chào mọi người nha. Thì hiện giờ đây mình đã lên được tới cái chỗ nuôi của ảnh rồi đây. Anh này là ảnh nuôi trên sân thượng nha mọi người, rất là bự luôn. Đây là mô hình anh nuôi ở đây. Đây là chính là anh đây. Vừa là nuôi con giống mà vừa nghiên cứu về cái vấn đề sinh sản cho ba dòng tôm họ Penny là lu công, lu lao với lại phai công. Ủa anh cho em hỏi là anh nuôi ở đây á, anh thấy là tôm ví dụ mình nuôi ngoài trời kiểu gì nè anh? Mình thấy tôm nó có sống được không anh? Là nó khó chịu không anh? Ngoài trời á, nếu mà ngoài trời á thì anh nghĩ nên có mái che, bởi vì con tôm nó không có thích ánh sáng rọi trực tiếp vô. Tôm thì nó thường sống dưới, nếu mà ở ngoài thiên nhiên nó vẫn sống trong hang hoặc là dưới những cái ngách đá, thì anh nghĩ nó, con tôm ở đây anh nuôi á, nó có mái che vậy nó phát triển rất là tốt, nó không có bị stress về ánh sáng. Mà chủ yếu bắt buộc phải có mái che để mình giảm được cái lượng nắng chiếu trực tiếp đúng không anh? Đúng rồi, tại vì nuôi cái nắng ngoài trời nhiều lúc nó có khi nó nắng gắt quá, con tôm nó cũng khó chịu, cái nước nó làm nước nóng là con tôm nó không chịu. Đó, cho nên bắt buộc là mình phải có mái che hoặc là sử dụng lưới mà trồng lan á, mình che dày một chút cho nó đỡ cái nắng trực tiếp. Dạ, cho em hỏi là ở đây là tổng diện tích của anh nuôi là bao nhiêu mét à? Tổng diện tích của anh nuôi hiện tại nuôi ở đây thì trên 20 mét vuông. Trên 20 mét vuông anh. Ok, bây giờ em quay tham quan cho mọi người coi nha.
em cứ tự nhiên. Những cái thùng này thì dưỡng baby, thùng nhỏ này thì dưỡng baby, với lại những cái con giống mình tuyển chọn. Còn bên những cái hồ như vậy á thì những cái ngăn như vậy thì mình chia ra cặp, từng cặp cho nó đang cho nó sinh sản dùng để ép. Còn ở ngoài á, thì mình thả cá bể màu đặng hạn chế lăng quăng mũi. Rồi cái hồ này bự dữ vậy anh. Cái hồ này á, thứ nhất á, là hồ. nó trữ nước với lại những cái cho thả cá nè, đặng cho nó tạo một cái vi sinh tốt. Xong rồi á, trữ nước này anh sẽ đưa qua những cái hồ khác, anh sẽ truyền nước qua những cái hồ khác, đặng cái nước của mình nó được lắng động mấy cái chất không có tốt cho con tôm như là clo đồ đó. Thử cái clo này nữa, thử clo đồ này kia. Dạ. Đó. Tính ra anh em chơi tôm mà lúc ai cũng phải có một cái hồ để trữ nước á nè. Đúng rồi. Đây mọi người, đây là ảnh, đa số ảnh nuôi á là bằng mấy cái hồ bự nè mọi người. Nói bằng mấy hồ bự được không nè. Ủa, cho em hỏi là ngày xưa anh đã từng nuôi qua hồ kiến chưa anh? Anh đã từng nuôi hồ kiến rồi, nhưng mà theo như anh nghĩ thì con tôm nó thích cái kêu là tự nhiên nhất có thể trong khả năng của mình. Thì thứ nhất là mình phải rộng, thứ nhì là nó hạn chế cái vấn đề mình coi nhìn nó hoài á, cho nên con tôm nó mới dễ sinh sản. Thì anh chuyển qua cái vấn đề nuôi cái hồ bạc như vậy để mà cho con tôm nó ở cái cảnh thiên nhiên, có dễ sinh sản, tạo cảm giác nó thoải mái nhất có thể. Là giống như là mình tạo cái môi trường nhân tạo thiên đúng nhiên rồi, cho nó. Đúng rồi. Rồi, tại vì về sau đa số những dòng mình chơi á là nó đều là thuộc vào thuộc phổ ngoài thiên nhiên, giờ trung cấp và cao cấp. Đúng cho rồi. Cho nên là nếu mà nuôi để sinh sản thành công trong môi trường nuôi nhốt này thì chưa có được lâu dài đúng không? Đúng cho rồi. Cho nên mình phải bắt trước nó, tạo môi trường cho nó. Ôi, đây mọi người, đây hồ đông đây mọi người. Mọi người hồ đông ảnh nuôi có đẹp chưa mọi người? Cái hồ này là cái hồ mà anh nuôi baby, dưỡng baby. Thì mình sử dụng rong như vậy, baby nó vừa có chỗ trốn mà nó vừa có thức ăn là về thực vật, để con tôm nó đạt được cái chỉ số màu tốt nhất. Mọi người coi có bông nữa à. Nó có bông nữa mọi người, rong mà anh nuôi mà một bông luôn kìa mọi người. Đó là con tôm nó có vừa có thức ăn vừa có chỗ trốn nữa. Nó tránh được cái vấn đề tình trạng là khi mà lột vỏ nó đánh nhau á là nó bị gãy càng, gãy râu hay là cái gì đó, hay là có khi nó bị ăn thịt nữa không chừng. Anh em nuôi thì anh em biết cái vấn đề mà bị như vậy rồi đó. Nó mình nuôi chung cộng đồng thì thế nào nó cũng có vấn đề bị ăn thịt lẫn nhau. Tại vì mỗi lần lột xong là nó cái người của nó mềm đúng không anh? Đúng rồi. Nó toát ra cái mùi hương làm cho mấy con kia săn mồi á. Giống như là cái mùi giống như mình lột xác á. Nó thì mấy con tại vì tôm nó đa số nó ăn bằng râu mà. Đúng rồi. Nó đánh hơi á, đánh hơi bằng râu. Đây mọi người, đây chính là cái mô hình của ảnh đây. Tầm 20 mét vuông mọi người. Đó. Rồi ok, bây giờ anh có thể cho em xem những cái loại mà đột biến của anh không đâu anh Tấn? Đột biến của anh bên đây. Bên đây là cái con này là đang anh dự định nó sẽ làm giống này nè. Dự định nó sẽ làm giống, sắp tới nó sẽ cho nó làm giống. Nó sẽ làm cha, nó để do con này là con đực. Hãy vớt ra ngoài cho em coi. Đó, đây nha mọi người. Đó, mọi người thấy rõ mọi người. Một lần anh coi trên tivi á thì nói là về tỷ lệ cái con đột biến mà hai tông màu như vậy á, là có từ con tôm biển màu xanh dương. Nhưng mà anh nghĩ tại sao mình không nhân giống nó ra, mình làm sao để cho tạo ra được một cái loại đột biến giống như vậy nhưng mà từ trong môi trường nuôi nhốt.
Nó thì anh mới suy nghĩ từ con RC Cam, bản thân nó đã là đột biến, thì nó sẽ có những cái thế hệ sau sẽ đột biến như vậy. Cho nên anh giữ cái dòng RC Cam này đã 4-5 năm nay thì tất nhiên nó phải có được những con đột biến như vậy. Công nhận con này nó đứt, mọi người xin nhìn kỹ mọi người, cái này là đột biến thật sự nha mọi người. Mọi người coi cái len lưng của nó nè, nó chia màu ra 50-50 chứ không phải là bị lem màu hay là bị tật nha mọi người. Nó chia một cái phần màu ra rõ ràng luôn nha mọi người, thấy không, chia qua 50-50 của này ngay giữa lưng của nó nè. Ở con này chính xác là được đột biến nè, chứ không phải là kiểu gọi là lem màu rồi đâu mọi người nè. Nếu mà lem màu không thể nào nó ra được mà cân bằng vậy được đó mọi người. Con này chính là con red lao mọi người, RC đó mọi người, mà đã đột biến rồi cho mọi người thấy đã không. Chu ton nó nghĩa là hai tông màu đó mọi người, đó chứ chia ra một nửa, một bên là màu trắng và một bên là màu truyền thống của đó. Mà cho em hỏi cái dòng đột biến này nè anh, mình làm baby chưa chắc là nó sẽ có mà. Đúng rồi em, chưa chắc. Nó giống như cái này là hên xui đó anh. Bây giờ anh hiện tại bây giờ anh làm đột biến ra được hai con rồi, bây giờ đang có một con thứ ba thì có thể anh chút xíu anh có thể show cho tụi em coi. Với lại bây giờ anh làm nữa là có đột biến màu từ con RC Cam mà có ra được một số lượng RC màu hồng. Màu hồng này nó không phải là cái gì, màu hồng này nó chỉ là mất đi cái sắc tố cam thôi. Khi nếu mà mấy con cam bình thường đó, nó là khi mà lột vỏ nó vẫn còn cái chất màu cam trên đó, nhưng mà khi mà cái con màu hồng này nó lột thì cái dạng của nó là cái dạng albino, nó lột ra thì cái vỏ nó hoàn toàn trắng tinh luôn, nó không có một chút tí xíu sắc tố cam nào trong đó hết. Vậy là tính ra dòng red lao này nó có cái màu truyền thống của nó là màu xanh đúng không anh? Màu xanh. Vậy sau người mình làm mình lai tạo em mới ra được cái màu cam của nó. Đúng rồi. Rồi màu cam gọi thuộc dạng là đẳng cấp cuối của nó rồi. Thì mình làm sẽ hơi xui ra những con đột biến. Và màu hồng là dòng anh mới làm đây đúng không ạ? Dòng màu hồng này thì hiện tại anh không biết mấy bạn bên Thái Lan sao, nhưng mà ở Việt Nam hiện tại anh tự tin dám nói anh là người đầu tiên làm ra cái con màu hồng. Dạ, yeah. Màu hồng cho em coi, em đang thắc mắc nó quá nè. Hồng đó, màu hồng nữ tính. Màu hồng đẹp quá mọi người. Anh đem cái con lớn lên cho em coi. Đó, bây giờ mình lại ảnh lấy cái con màu hồng đột biến màu, ảnh làm ra màu hồng nha mọi người. Đây nha mọi người, nó gãy càng, có con này đầy đủ càng đây. Số lượng của nó thì không có nhiều, số lượng nó tầm vài chục con thôi, một bầy nó chừng vài chục con. Này thấy hồng rõ ràng luôn mọi người. Anh sẽ bắt cái con màu cam cho em so sánh cái màu hồng với màu cam của nó. Bây giờ tại vì nhiều anh em thì nhìn trên cái camera thì nó không có đúng rồi. Xác nhận được cái màu hồng ngoài bằng ở ngoài anh thấy rõ ràng là hồng luôn. Sờ lên camera sánh sáng mình thấp á, nó sẽ không lên được cái màu hồng của nó. Đem mang nó ra mà ánh sáng đây. Đây con này là hồng quá mọi người ơi, con này đúng rồi, nó là hồng luôn rồi nè. Nó quá đẹp mọi người. Đây sẽ so sánh màu cam cho mấy em coi nè. Đây đây nha mọi người, không biết là trên camera mọi người thấy rõ đây, nếu mà màu cam á thì nó sẽ đậm màu hơn là cái con này. Đó mọi người thấy rõ không, nó con màu hồng này rất là đẹp, công nhận đẹp thiệt mọi người. Đó là nhìn nó trắng như là nó sang hơn cái con màu cam thôi mọi người ha. Nó con màu hồng với màu cam nó rõ ràng lắm. Mọi người nhìn vào thấy khác biệt rõ ràng. Đúng rồi. Vậy mình phải bỏ một con màu cam vô nó sẽ thấy được sự chênh lệch của nó. Mà hình như mấy cái dòng này là anh dòng màu hồng với là dòng đột biến là anh đâu có xuất ra ngoài đâu đúng không anh? Hiện tại bây giờ á, nếu mà baby á
anh đang chờ coi phải lên tới size 2 thì màu nó vừa được mới xác nhận chuẩn màu hồng. À, tại vì anh chưa có kêu là cái dòng F1. Anh chưa có F1, anh chỉ có thể bây giờ cái những bài này là F0 thôi. À, đó. Là mình làm ra lần đầu tiên đúng không? Mình làm ra lần đầu tiên. Đó, đây mọi người. Đẹp quá. Em nghe nói ngày xưa anh có một cái con nào mà cái râu màu này thì cái râu màu kia màu khác đúng không? À, cái đó là cũng hai tông đó, tu tông đó. Là nó kiểu đột biến khác đúng không anh? Nó cái dạng nó cũng đột biến hai tông màu nhưng mà nó không có bằng cái con hồi nãy, bằng cái con lớn hồi nãy. Anh đang dưỡng nó, con này thì mới thôi. Con này là con mới thôi. Đây, con này nó thì nó nhỏ. Đây nha mọi người. Mọi người để ý cái râu của nó đó mọi người. Đó, một cộng râu màu hồng ấy mọi người thấy không? Một cộng màu hồng. Đây một cái má của nó nó chuẩn bị lên kiểu hai màu rồi mọi người, một cộng màu hồng với một cộng màu xanh. Mọi người thấy không? Dòng này đột biến ấy, nhìn nó lạ độc lắm. Đó mọi người coi nè, để mình zoom nó lại cho mọi người coi nha. Đó đây nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, rõ ràng không? Đó cái râu của nó nè. Một bên là màu hồng, màu trắng đó, một bên là màu đen. Đó mọi người thấy không? Cái phần má của nó là sắp sửa lên cái dạng là hai màu đó, giống cái con hồi nãy bự bự mà ảnh cho mình xem mọi người. Đó. Ok, thì sau khi cho mọi người xem cái con xay nhỏ nhỏ mà cái râu này râu kia mọi người, thì bây giờ mình sẽ hỏi ảnh về nguồn nước của ảnh ha, chất lượng nước này nọ, ảnh xử lý như thế nào. Ok, chị anh đánh cho em và mọi người biết về chất lượng nguồn nước của anh xử lý như thế nào anh? Ở đây thì anh sử dụng cái hồ lớn này để lấy nước trực tiếp từ nước nguồn nước máy của mình đang sử dụng á, rồi trữ ở đó đặng mình xong rồi mình chảy xe cồ như tụi em vẫn hay nuôi trên hồ đó. Thì anh cũng thả cá bể màu đặng tạo cái oxy rồi chẩn chảy lọc bình thường, rồi đó 2-3 ngày sau anh mới sử dụng nước này, anh bơm qua những cái hồ nhỏ, anh bơm qua những hồ này để mình thay đổi vậy thôi, cũng đơn giản không có gì hết. Giờ anh cho em hỏi là ví dụ cách ăn của anh á, ở đây mình dùng thức ăn gì cho tụi nó anh? Anh dùng tép luộc với lại cám mà sử dụng cho cá, hoặc là mua thức ăn sử dụng cho tôm hay là tôm bôi hay là thị trường nó cũng có, nó đơn giản lắm. Bởi vì con tôm này là ăn kêu là ăn sắc thối, ăn những cái thức ăn tạp lắm, nó thực vật rong cũng ăn, rồi thực phẩm mà như con tôm con cá chết nó cũng ăn, nhưng mà phải rửa, một rửa thì nó mới ăn. Con tôm này là ăn dơ ở sạch,
giống như cái môi trường cái giống như cái môi trường ăn vô mà phải ở sạch. Tại vì khi mà bất kỳ gì anh không cần biết, từ môi trường này nuôi nhốt như vậy nó sạch như vậy, nhưng mà khi mà nó xuống cống hay là nó ra ngoài sông ở Việt Nam mình á, nó sẽ chết liền. Nó thay đổi môi trường đột ngột là một, rồi cái chất thải nước thải ở đây nó ra ngoài môi trường rất là khó sống ở cái môi trường đó. Chưa kể xuống dưới cống thì chuột bọ con này con kia rất là mê cái rất là mê cái tầm này. Thế là tụi này ở ngoài thiên nhiên nó sống trong môi trường gốc của nó bên Indo với bên Mỹ. hệ thống hồi sinh nó khủng khiếp lắm, dòng chảy nó chạy này nọ đó. Chứ về Việt Nam mình em nghĩ là ra môi trường do người Việt Nam mình á không bảo vệ môi trường bằng ở những cái nước tiên tiến khác, thì cái dòng sông mình bây giờ cho dù nước có lớn hay là sao đó, nước vẫn không đủ cái sạch để mà cho con tôm này sống. Thật sự không đủ cho con tôm này sống đâu. Ngay cả mình hiện giờ mình nuôi trong môi trường nhân tạo, mình còn muốn giả lập cái môi trường tự nhiên mà bên đó bên nước nó sống rồi. Đúng rồi, khó khăn nữa đó. Mình muốn anh, bởi vì anh nói tại sao mình hả không làm cho nó một cái môi trường mà bán tự nhiên đi, nó giống như môi trường tự nhiên thiệt là tự vậy đó, để mà mình có thể nó cảm thấy nó an toàn, cái chỗ nơi sống của nó quen, giống như là cái từ được đánh bắt từ đó. Một số dòng tôm anh vẫn phải mua ở cái hàng mà kêu là thiên nhiên, bánh bắt từ thiên nhiên, để mình đem về đây mình thuần và mình làm những dòng baby mà mình chơi được tụi nó ở đây. Ủa đây có phải là bình thức ăn anh để cho nó ăn không anh? Đúng rồi em, nè đây nè, đây là cái thức ăn viên nè. Tôm bò đúng không anh? Đúng rồi, nó là thức ăn chìm đúng không anh? Đúng rồi, thức ăn chìm, tại vì con tôm nó ăn tầng đáy mà, tầng đáy nó ăn tầng đáy cho nên em phải bắt buộc phải cho ăn thức ăn chìm. Cái con này là tép luộc mà anh nói không anh? Đúng rồi, tép luộc á. Nó như mình, con tôm nó hoạt động về đêm và hoạt động trong bóng tối, thì á bắt buộc em phải cho ăn vào buổi tối, chiều tối, đặng tối nó bò ra nó ăn. Như con tôm này là anh cho ăn buổi sáng nè, nó chưa có lấy thức ăn của nó nè. Thế mà khuất nắng một cái là nó muốn đâu trời phải mát đúng không? Đúng rồi, trời phải mát với lại không có ánh sáng trực tiếp rọi vô nó thì con tôm nó mới sống được. Thì vậy anh có thể cho họ chia sẻ về bí quyết mà anh sinh sản được dòng tôm. Hiện giờ anh đã sinh sản được những dòng nào rồi anh? Lúc trước đây á thì anh mê cái dòng phai lao, là cái dòng mà cao cấp đó, dòng cao cấp đó, dòng đó ai cũng mê, ai cũng thật sự thì ai cũng mê, nhưng mà anh nghĩ nó khó sinh sản. Nhưng mà khi mà anh mua được một cặp về á, anh thả vô, thả chung một cái hồ cộng đồng thì nó sẽ không có, nó khó tìm gặp với nhau, nó sinh sản. Nhưng mà khi mà anh ngăn lưới như vậy, từng một ô như vậy á, thì nó 10 ngày là bắt đầu nó ôm trứng liền, 10 ngày là nó đã chịu cặp, nó ở chung hang nó đã ôm trứng liền. Thì anh mới ngạc nhiên, anh nói tại sao cái anh em thấy cái giá trị con tôm nó cao nhưng mà sao mình dễ ôm trứng, sao mà anh em lại nói khó. Thì anh mới coi quan sát nó, thì anh thấy nó bắt buộc nó phải có không gian riêng của nó. Ba cái dòng con này là phải có không gian riêng, rồi nó không có bị stress, không có bị ảnh hưởng bởi những con khác á, thì nó rất là dễ ôm trứng, dễ sinh sản. Còn mấy cái dòng thường thì đơn giản lắm, như anh nuôi dòng Red Law này á, thì nó anh thả chung cộng đồng như vậy thì nó cũng tự động sinh sản nhau, tự động bắt cặp nhau. Nhưng mà sau này thì anh tuyển chọn lại những con giống, con nào màu sắc nó đẹp, nó chuẩn, và cái khi mà con đực nó phát triển mà cái càng nó đẹp á, thì anh mới giữ lại những con đó làm giống. Rồi anh tuyển chọn nó, như bỏ vô đây rằng anh tuyển chọn nè. Đó, đây nè, con mái nè, đây là những con mái nè đó. Đó, một cái anh vừa rất là cao đây mọi người đó, nó râu dài rất là đẹp, râu dài là chỉ có cái dòng rất lao cam này thôi nha, rất lao thôi nha, nó nhỏ mà râu nó dài hơn cái tấm thân nó nữa nè. Râu cũng nhận dài thiệt mọi người, đây đó râu dài lắm. Và hiện giờ mục tiêu nghiên cứu của anh nào là ngoài những dòng red lao cam đột biến này á, thì anh đang muốn nghiên cứu về những dòng cao cấp ấy, là dòng công đúng không? Đúng rồi em, anh đang ép thử dòng
lưu lao với lại dòng lưu công. Thì khoai lao thì anh đã ép được rồi, nhưng mà anh nghĩ mình cần phải kêu là trải nghiệm thêm để mình biết được cái đặc tính của nó với lại cái thời kỳ nó sẽ sinh sản hay là cái mùa sinh sản trong năm của nó. Để anh đang nghiên cứu, anh theo dõi nó coi nó thay đổi hơn, thay đổi như thế nào so với cái con rét lao này. Thì cho em hỏi là nếu mà anh đã chinh phục tiếp theo là dòng cao cấp đi, thì mục tiêu mới của anh đó là gì anh? Anh có thể chia sẻ tiếp theo cho mọi người biết không? Mục tiêu mới của anh đó hả? Trong tương lai thì anh nghĩ anh vẫn giữ cái dòng phổ thông là cái dòng rách lao, rồi những cái con đột biến, tại vì thị trường đột biến bây giờ á, có mình anh, giống như có mình anh chơi thì nó chán quá đi, có mình anh nè, muốn có một người nào đó, muốn có một người đó thủ rồi, muốn có một người nào đó, hoặc là anh có thể chia sẻ sau này anh cái lượng đột biến của anh nhiều quá rồi, anh có thể chia sẻ với anh em ở ngoài thị trường đó, anh em có kêu là thích sưu tầm đi thì về đó mình ngắm, nhiều khi sau buổi làm việc mình thoải mái giảm stress dữ lắm đó, thì anh có thể chia sẻ những cái con đột biến như hai màu đó, nó đơn giản thôi. Chơi mình anh, giống như giờ mình chơi mình giấu nghề quá thì sau này anh em nói ôi ông này chơi không tốt quá có nhiều đồ đẹp giấu hết rồi. Rồi cho em hỏi câu này nè, này là anh phải trả lời thật lòng trong trong tâm của mình nha, là hiện tại về tất cả những mấy vài tôm anh, hiện tại tôm và trong cái quá khứ của anh đã từng chơi vài 5 năm trước thì với hiện tại anh thấy nó có phát triển, đang trên đường phát triển hay không anh, hay là nó như thế nào, anh cứ việc nó thoải mái suy nghĩ của anh. Anh á, thì anh bản thân anh chơi là anh chơi chuyên về nghiên cứu về các dòng tôm mới với lại sinh ra đột biến, nhưng mà anh theo đó anh cũng có theo dõi một số cái group á, thì anh thấy là như vậy, thị trường tôm hiện tại bây giờ anh em chơi rất là tốt, là do anh em đủ điều kiện để chơi, không phải như hồi xưa là chơi không có thể có khả năng chơi mua được cái hồ lớn là một, rồi anh em nuôi trong phòng lạnh, hồi xưa rất là cực khổ nuôi như vậy á, thì khi mà cúp điện hay là gì mình khó tránh khỏi cái trường hợp đó. Còn bây giờ hiện tại bây giờ anh em chơi rất là ok, mà cái phát triển newbie bây giờ chơi toàn là dòng trung cấp tới cao cấp không, em thấy đó. Đúng rồi, thật sự. em thấy rõ ràng bây giờ newbie hỏi ra toàn là hỏi Tricolor hay là dòng Butcher, Lumon đó, thì em thấy hồi xưa newbie, như bản thân anh hồi xưa từ cầm tiền để đi mua những cái con mà kêu là rồ cam ba màu, màu xanh, màu trắng, màu đỏ vậy thôi, mà hồi đó là không có tiền mua, phải để dành tiền mới mua, nhưng mà bây giờ anh em newbie chơi rất là tốt, chơi có thể chấp nhận thử thách để mà thử chinh phục được cái dòng tôm trung cấp tới cao cấp. Mặc dù kinh nghiệm chưa có gì thật sự cái này em đồng ý với anh là lấy newbie bây giờ chơi, newbie bây giờ mạnh. Chơi rất là tốt nha, quá mạnh luôn, thật sự chơi mạnh. Thị trường tôm anh nghĩ khoảng 3 năm trở về sau này anh nghĩ phát triển mạnh, tôm Việt Nam phát triển mạnh, tại vì anh em bây giờ đủ điều kiện để chơi, giờ có thể nhập được những cái giống tôm mới rồi, phòng lạnh ai cũng thấy ai cũng có thể thoải mái được. Cái vấn đề chi phí mình chơi tôm này, chi phí bài học rất là nhiều chứ không phải là nói chuyện chơi. Anh đạt được những cái thành công như vậy thì anh chết không dưới 100 con giống đó, bài học xương máu không chết không dưới 100 con giống. Thì em cứ nghĩ 100 con giống, hồi xưa con rét lao cam này cỡ 200.000 một xăng đó, nó so với cái dòng trung cấp bây giờ là bằng dòng trung cấp, nhưng mà bây giờ thì nó giá nó đã xuống rồi, nhưng mà anh vẫn giữ thì anh thấy nó phải có một cái gì đó đặc biệt. Đúng rồi, còn anh em cứ hút mình, anh em là cứ chơi, cứ nâng cấp dòng đi, thì để thị trường mình sẽ ngày càng lớn mạnh thôi, đâu có gì. Dạ, vậy mà hỏi là nghe nói là sắp tới anh và cùng một số bạn là sẽ tổ chức một buổi pick up đúng không anh? Đúng rồi em, trên mấy cái group thì như group ở CFVN đó là Rayfit Việt Nam đó, sắp tổ chức cái buổi pick up, là có những cái phần quà để mà tạo cho anh em kích thích cái năng lực chơi của anh em đó, thì cũng có giá trị đó.
đừng có trách chị đó. Thì anh nói vậy thì chắc chắn là mấy em tự hiểu đi, và những ai coi clip này sẽ tự hiểu. Vâng, bữa đó là chắc chắn là anh sẽ là có mặt chứ anh. À, ngày đó thì anh sẽ có mặt, chắc chắn anh sẽ có mặt để anh có thể show cái kêu là cái công nghiên cứu của anh. Rồi mấy năm năm đó anh. À, đó mà, cái công nghiên cứu của anh. Mà em được biết là những anh em ngoài miền Trung và miền Bắc á, là Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội á, sẽ bay vô đây cũng phải trên dưới 15 người đó anh. Và người ta đòi là phải gì là tiếp anh tiếp mới được đó nha. Thì đó, cái chuyện đó thì anh vấn đề giao lưu thì vô tư. Anh em có thể chia sẻ với nhau về kinh nghiệm hay là về cái cách nuôi gì đó thì dễ thôi, không có gì, anh không có giấu cái gì hết á. Anh bản thân anh nuôi rồi, anh có thể hướng dẫn được anh em hết á. Nhưng mà anh em nào tới với anh thì anh sẽ dễ dàng hướng dẫn chứ. Bây giờ mình hướng dẫn mà qua một cái messenger hay là cái gì đó không có lắm, không có nói hết cái ý được. Và thứ hai, ví dụ tới gặp anh trực tiếp, anh sẽ bày tỏ cho mình có hồ nuôi hay là có tôm tận mắt cho mọi người coi dễ hơn. Đúng không anh? Đúng rồi, phải thấy tận mắt, phải rờ tận tay. Đó, lúc đó mình mới thấy cái đó là cái đó là cái kinh nghiệm thực tế. Chứ bây giờ hỏi anh trên messenger anh trả lời, anh nhiều khi anh bận việc hay gì đó anh sẽ trả lời không có được hết ý là một, rồi anh em cứ nghĩ anh sẽ không giấu nghề. Anh thật sự anh không giấu nghề, cứ tới đây tham quan anh thoải mái, anh không có khó khăn gì hết. Đó, cứ tham quan anh chia sẻ được hết á. Ok, đây chính là tổng mô hình nuôi của ảnh nha mọi người. Thì hiện giờ ảnh đang nghiên cứu về cái dòng cao cấp, thì có thể một thời gian sau mình sẽ quay lại và sẽ quay một cái clip về những dòng cao cấp đó cho mọi người coi. Còn bây giờ những dòng Red Lao á, rồi ta gọi là RC á, thì những dòng đột biến này thì đó ảnh đang làm về tiếp theo là dòng màu hồng nha mọi người, chứ không phải màu cam, nó chuyển qua màu hồng và hai màu sắc tố, hai màu đó. Rồi em nghĩ nha, đã đột biến là nó phải đột biến từ nhỏ luôn, nó phải giữ luôn cái sắc tố như vậy lên tới lớn luôn mới gọi là đột biến. Còn nếu mà thay đổi á, không biết kia thay đổi, nhưng mà thay đổi thì sau á nghĩa là do thức ăn thôi. Ừ, cũng có thể. Ok, chào mọi người nha. Trời ơi, đây cho mọi người coi đây. Ốp bự khủng khiếp luôn nha mọi người. Đây đã anh cầm lên cho mọi người coi. Ôi, đây là ơi, cái con Red Lao cam mà nay nuôi 8 tháng này, không dám sơ ý với nó nha. 8 tháng size 13. Nó bự khủng khiếp cho mọi người. Đây mọi người cứ tham khảo đi, nó khi mà nó đã qua cái size 10, size 11 rồi, cái càng nó rất là đẹp. Đây, do con này nó lột, lúc nó lột nó đánh nhau đó. Nó mới bị mẻ cạnh càng vậy thôi. Nó bự quá mọi người ơi. Đó, đây chính là tổng hợp của ảnh đây. Đây con màu hồng, mọi thấy rõ không mọi người? Hồng khủng khiếp luôn á, mọi người thấy không? Cái này chắc là pin lao luôn rồi mọi người. Pin lao luôn rồi. Đây, đo thử nè. Này size 13 nè. Nó còn lớn nữa nha mọi người ơi. Cái này còn lớn nữa. Cái này chưa dưỡng thành, chưa massage của nó đâu, nó vẫn còn lớn nữa. Thì trước đây cũng có bạn nào đó đang nuôi lên tới size 25 đó. Ừ, nhưng lắm. Mà con đó chết rồi. Đẹp quá mọi người ơi. Đây là con đột biến của anh đây. Đó, mình làm clip quay tổng hợp những dòng mà ảnh đang theo đuổi. Facebook anh hiện giờ ảnh đang làm dòng cao cấp của Indo. Thì chắc một thời gian sau mình sẽ quay lại và quay cho mọi người coi sau. Ôi, nó bự quá mọi người ơi.